Thưa quý vị và các bạn, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ vào thị trường châu Âu năm nay dự báo tăng trưởng khả quan hơn nhờ các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường được đẩy mạnh, cùng với đó là những tích cực từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA, Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật Quản trị rừng, Thương mại gỗ và Sản phẩm gỗ VPA-FLEGT. Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang EU đạt gần 742 triệu đô la Mỹ. Đây là thị trường xuất khẩu đứng thứ tư của Việt Nam sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Triển vọng phát triển ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ tại thị trường châu Âu trong năm 2017 được dự báo tăng trưởng khả quan hơn nhờ tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2018, và Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật Quản trị rừng, Thương mại gỗ và Sản phẩm gỗ VPA-FLEGT vừa được Việt Nam và EU ký tắt vào tháng 5 năm 2017. Những lợi thế trên sẽ là nền tảng để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, gia tăng giá trị trao đổi thương mại đối với mặt hàng chủ lực, trong đó có gỗ và các sản phẩm gỗ. Hiệp định về các cái nguồn gốc xuất xứ gỗ vân vân thì trong suốt cái quá trình đàm phán, hoặc là trong đặc biệt là với cái hiệp định về VPA về Plexi đó, thì hiệp hội cũng tham gia trong cái quá trình đàm phán, có cung cấp phản hồi những cái thông tin kịp thời để cho doanh nghiệp người ta có cái chuẩn bị. Thứ hai nữa là cũng hợp tác với cục xúc tiến để tiếp cận với các cái thị trường mới, ví dụ các cái hội chợ mới hoặc là các cái tham tán của Việt Nam ở nước ngoài. Về cơ hội xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường EU, nhiều chuyên gia nhận định thị trường EU khá tiềm năng đối với ngành đồ gỗ, nhưng quy định của thị trường này cũng rất gắt gao. Đơn cử, ngoài thuận lợi về thuế quan giảm, phía EU sẽ yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải đáp ứng mã hàng hóa, chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm đồ gỗ hợp pháp. Bên cạnh đó, khi hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với thị trường EU, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang gặp nhiều áp lực trong việc thực hiện các quy định về chứng minh nguồn gốc xuất xứ đồ gỗ, cũng như là các tiêu chuẩn về mặt trách nhiệm xã hội, sự thân thiện với môi trường. Lâu nay, nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam chỉ tập trung vào việc sản xuất mà chưa chú ý đến quy trình quản lý, cũng như là kiểm soát nguồn gốc, các yếu tố về đời sống của người lao động. Của thị hiếu của người châu Âu và đối với sản phẩm gỗ bằng Việt Nam, tôi nghĩ là việc đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm đấy là có cái sản phẩm chất lượng tốt. Cái bước thứ hai sau khi có sản phẩm tốt rồi đấy là phải quảng bá cái sản phẩm cũng như là xây dựng thương hiệu, tức là liên quan đến tiếp thị và xây dựng thương hiệu để cho mọi người biết đến sản phẩm của mình, và sau đó nữa là bảo vệ cái tên thương hiệu, cái nhãn hiệu đấy. Ngoài mẫu mã chất lượng ra, còn về những cái vấn đề về bền vững và tuân thủ môi trường lao động nữa thì là cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường châu là rất lớn. Dù là thị trường khá tiềm năng, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xuất khẩu vào thị trường EU là rất cao và doanh nghiệp Việt phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Để đẩy mạnh xuất khẩu, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, hướng đến phát triển bền vững và không ngừng nâng cao chất lượng và kiểm soát nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp. Ngoài ra, phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu sản xuất. Khi sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này, cánh cửa vào thị trường EU sẽ mở rộng hơn cho doanh nghiệp Việt.